Võ Lâm BNG Channel kính chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối thật ấm áp và an lành. Hôm nay Võ Lâm BNG Channel giới thiệu đến các bạn bài viết Võ Lâm truyền kỳ khi giá trị lấn nát giá trị. Mời các bạn cùng theo dõi. Nhìn lại Võ Lâm truyền kỳ thời vàng son, đi đâu đâu chúng ta cũng bắt gặp Võ Lâm truyền kỳ. Từ nhà riêng, quán nét ra đến tận công sở, Võ Lâm truyền kỳ đã tạo nên một cơn sốt thật sự. Già trẻ lớn bé, đàn ông hay phụ nữ, bất kỳ mọi tầng lớp nào trong xã hội cũng đều có thể tiếp cận và tận hưởng nó. Thành phần chủ yếu tham gia vào game chính là học sinh và sinh viên. Nhiều người đến với Võ Lâm truyền kỳ để giải trí và xả stress sau những giờ học tập căng thẳng. Nhưng khi tận mắt chứng kiến từ đồ họa, bối cảnh, các kỹ năng môn phái, người ta mới biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Những ai tìm được đến với Võ Lâm truyền kỳ để rồi gắn bó với nó, ắt hẳn cũng phải có cái duyên. Với nhiều người, đây là một người bạn, là một nửa của cuộc sống họ lúc bấy giờ. Chắc chả có ai có thể quên được những giây phút ấy, những giây phút miệt mài cày cuốc cùng anh em ngoài quán nét, đánh heo ở Ba Lăng Nguyện, lần đầu học khinh công ở Võ Sư, bước chân vào biện kinh mịt mù khói lửa, hay Lâm An Thành tráng lệ nguy nga. Thậm chí đến khi Vinagame tuyên bố thu phí giờ chơi, dù đón nhận rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng phần đông người chơi vẫn nhiệt tình ủng hộ. Những người đã đi làm thì không nói, những học sinh sinh viên thì luôn tiết kiệm từng đồng ăn sáng hay tiền được ba mẹ cho tiêu vặt dành dụm để chăm chút cho đứa con tinh thần của mình. Và đỉnh cao của Võ Lâm truyền kỳ chính là khi Vinagame tuyên bố cập nhật phiên bản Sơn Hà Xã Tắc. Cộng đồng không thể giấu được niềm vui khi chứng kiến đứa con cưng của mình thay ra đổi thịt, thêm nhiều tính năng mới nhằm phục vụ người chơi. Nhiệm vụ hoàng kim, boss sát thủ, trang bị hoàng kim. Số người chơi ngày một lớn dần. Thời đó ra quán nét, 10 máy thì phải 9 máy là đang chạy Võ Lâm truyền kỳ. Người thì hì hục luyện công, người thì đi đánh boss kiếm đồ cùng, người chạy đi làm giã tẩu, mong một ngày nào đó mở ra trang bị ăn bang định quốc. Thế giới Võ Lâm ngày xưa vui lắm, cảm xúc lắm. Lúc cấp thấp thì tranh nhau con boss xanh, rồi than thở ỉ ôi vì nhiệm vụ môn phái làm mãi chẳng xong. Lên tầm trung thì tập tuệ đánh nhau, mới cấp 30 mà thanh máu đã đỏ lòng vì PK10. Lên cao hơn nữa thì đó là những buổi tối đẫm máu ở cổng viện kinh, hay những tối thơ mộng trên đỉnh Hoa Sơn cạnh kỹ trường. Nhớ lại hình ảnh luyện skill 9x bằng kiểu thủ công, kéo 20 nick con lên đảo Tây Thủy làm bia tập ăn. Nhiều kỷ niệm lắm, nhiều ký ức lắm, ngồi với nhau mà kể ra thì chắc chẳng bao giờ kể hết được. Gắn bó từ những ngày đầu với game trực tuyến ở Việt Nam, chắc chắn một điều, chưa có bất kỳ một trò chơi nào có thể vượt mặt được Võ Lâm truyền kỳ về tính cộng đồng. Chơi Võ Lâm truyền kỳ không phải chỉ chơi vì bản thân, mà còn đó những anh em trong môn phái, anh em trong bang hội. Tất nhiên ở đâu cũng có người này người kia, nhưng nhiều mối hảo hữu từ thế giới ảo được đưa ra ngoài đời thật. Từ những kiếm khách giúp đỡ nhau trong luyện công, đến người thật việc thật đỡ đần nhau, dìu dắt nhau trong cuộc sống ngoài đời. Nhiều lúc tự nhủ anh em trong game còn tốt lành hơn anh em ngoài đời. Có người bảo vì là thế giới ảo nên cho nhau chả mất gì. Đúng là thế, cho nhau thì chả mất gì. Nhưng cái được hơn cả chính là cái tình, cái duyên đã đưa những anh em đến với nhau. Nói đến cái duyên, chính Võ Lâm truyền kỳ đã xe duyên cho nhiều đôi lứa. Khi chơi game, người ta thường mang chính tính cách thật của bản thân để thổi hồn vào nhân vật. Nhiều người ở bên ngoài đời thật, họ sống kín, hoặc sống khác nhiều so với con người thật của mình.
bởi nhiều rào cản, định kiến xã hội. Thế nhưng khi vào trong trò chơi, họ được tự do làm những điều mình thích, sẽ không ai dám chê bai ý kiến, bởi khi đó họ được chính là con người của họ mong muốn. Làm quen với nhau trong game, nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc gặp mặt ở ngoài đời. Bởi chính trong game, họ mới hiểu được con người của nhau, hiểu được giá trị thực trong một thế giới ảo. Lịch sử phát triển của VNG cùng Võ Lâm Truyền Kỳ được đánh dấu ở những lần thiên hạ đệ nhật bản, nơi mà anh hùng hội tụ, có thể coi như luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn, tranh chức minh chủ võ lâm vậy. Cũng có thể coi đây là một trong những cuộc offline quy mô toàn quốc, nơi cả thế giới võ lâm tề tựu chung. Nói về những thành công, những mục tiêu đã đạt được ở cả hai thế giới, làn ranh giới giữa ảo và thật gần như bị xóa nhòa. Nhưng cũng chính những ngày tháng ấy, ảnh hưởng của hai mặt võ lâm truyền kỳ lan tỏa ra cả ngoài xã hội với tầm mức mà không một nhà phát hành nào hay cộng đồng game thủ nào có thể khống chế nổi. Các câu chuyện xã hội tiêu cực dần ra được gắn vào game, thậm chí định danh luôn với võ lâm truyền kỳ. Tranh cãi chán chê, rồi những ràng buộc được đặt ra, rồi những vòng kim cô thả từ trên trời rơi xuống. Chơi võ lâm truyền kỳ nói riêng, hay bất kỳ trò chơi trực tuyến nào, người chơi đều có thể nhận được hoặc mất đi hai loại giá trị. Loại thứ nhất là giá trị về tinh thần, về tình cảm. Đó là những anh em, những bằng hữu, là những giây phút thăng hoa trên chiến trường Tống Kim, hay ngậm ngùi thua trận công thành chiến để lọt lãnh địa cho bạn khác. Giá trị thứ hai tất nhiên là về mặt kinh tế. Chắc chẳng ai có thể quên ngày 8 tháng 9 năm 2007, tại quán cà phê Làn Sóng Xanh Hà Nội, một buổi đấu giá vật phẩm được VNG tổ chức với tầm điểm là chiếc nhẫn toàn thạch giới chỉ cộng 2 kỹ năng vốn có, kháng bằng 23%. Chiếc nhẫn này được coi là bảo vật giá trị nhất võ lâm thời bấy giờ. Sau những hồi tranh chấp gay cấn, cuối cùng đã thuộc về nhân vật Xcavato server Châu Giang với mức giá lên tới 251 triệu đồng. Một món đồ ảo mà giá trị tới vậy, nhiều luồng dư luận trái chiều. Có người gọi đó là hành động của sự cuồng game, nhưng nhiều người chơi khác, những người hiểu và yêu game thì biết, đó là một hành động tượng trưng cho đam mê. Khi bạn thực sự đam mê, thì không có gì là không thể. Nhưng nói đến giá trị, bất kỳ một nhà phát hành nào cũng hướng đến một tựa game quấn hút được người chơi. Mà muốn quấn hút được thì phải thay đổi, phải mới lạ, để không bị tụt hậu, không bị thụt lùi, cũng như bị lấn át bởi những game thời kỳ sau này. Chỉ có điều, hướng đi của Vinagame đã rời xa dần người chơi, rời xa dần những tâm huyết một thời của game thủ, thậm chí có thể coi như một sự phản bội lại chính đứa con cưng của mình. Vinagame đã đưa vào nhiều chức năng mới, nguyên tố mới, nhưng chính nó lại đánh mất đi cái giá trị cốt lõi của võ lâm truyền kỳ. Vinagame đã đưa ra những bước đi vô cùng sai lầm. Còn nhớ khi chức năng bạch cầu hoàn ra đời, đã có cực kỳ nhiều phản đối được đưa ra. Khi mà công sức của người chơi hoàn toàn bị phủ nhận, mất công cải cuộc bấy lâu, nay chỉ cần nạp thẻ vào là có được hiệu quả gấp nhiều lần. Vinagame đã tự tay đánh sập tượng đài của làng game Việt. Nhiều người đã tuyên bố bỏ game, xóa nhân vật vì sự bất công mà chức năng này mang lại. Một nỗi buồn, một khoảng trống khó thể lấp đầy. Đâu rồi những bằng hữu khi xưa? Võ lâm giờ đây đã khác rồi, mất đi bản chất của chính mình rồi. Một người bạn mà tôi hằng yêu mến, đặt nhiều niềm tin và hy vọng giờ đã không còn. Quá thất vọng và chán nản vì nhà phát hành. Đối với tôi và trong mắt nhiều anh em game thủ, bây giờ võ lâm truyền kỳ đã bị xu hóa. Võ lâm cho chúng tôi nhiều niềm vui, kinh nghiệm sống, nhưng cũng đã lấy đi của chúng tôi quá nhiều. Tự hỏi phải chăng chỉ vì đồng tiền mà võ lâm và VNG đã đánh mất đi bản chất của chính mình.
Thời gian trôi nhanh thật đấy. Cái thời mà ngày ngày đạp xe ra quán nét luyện skill. Nhớ những phút giây ban đầu khi mà lọ mọ đánh quái, làm nhiệm vụ hoàng kim. Dạ tẩu mới sung sướng biết làm sao. Đánh mãi không xong con boss nhiệm vụ chính tuyến Lý Mặc Sầu. Làm nhiệm vụ phụ tuyến phải trả lời trắc nghiệm mà lôi cả giấy bút ra ghi chép đàng hoàng, cho anh em về sau khi làm không gặp khó khăn. Rồi làm được nhiệm vụ nắm ích cái bàng, sướng đến nỗi cả đêm không ngủ. Ngày ấy giao lưu anh em hảo hữu đông vui nhộn nhịp, đi thành nào cũng đông nghịt người. Cổng bên kinh thì lúc nào cũng rôm rả chữ xanh, chữ vàng, chữ tím. Tống Kim công thành chiến thì khỏi nói, huy hoàng làm sao, phấn khích làm sao khi mà bang mình chiếm phá được chủ. Ngũ Độc Si Đà, Đường Môn Bạo Vũ, Thiếu Lâm Đạt Ma, Võ Đăng Nhân Kiếm, Ma Nhẫn, Nga Mi Phong Sương, Nga Mi Bút, Côn Lôn Lốc. Những biệt danh ấy đã đi sâu vào tâm trí của từng người. Cái thời ấy võ lâm thật là vĩ đại. Chỉ tiếc giờ những điều đó đã mãi mãi ra đi. Trên đây là bài viết Võ Lâm Truyền Kỳ khi giá trị lấn át giá trị. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mong rằng clip này sẽ mang lại nhiều hồi ức đẹp cho các bạn. Like và chia sẻ clip để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.